Hello, xin chào cả nhà, lại là Xuân đây, chào mọi người quay trở lại với kênh Lucy của Xuân nhá. Xuân rất là vui khi gặp mọi người trong buổi mới ngày hôm nay đó. Mùa hè đến rồi, chắc hẳn mọi người đi chơi cũng rất là nhiều phải không? Bản thân Xuân cũng vừa mới đi chơi về đây. Đi dưới cái nắng hè như vậy thì khó tránh khỏi việc da mình bị sạm đi nè, cũng như là tác động từ môi trường. Khi mà chúng ta đi chơi, chúng ta rất là lười chăm sóc da đúng không, thì sẽ khiến cho da lên mụn nè, để lại vết thâm và lỗ chân lông to ra. Nói chung là rất là nhiều vấn đề xảy ra khi chúng ta đi chơi đúng không. Và khi mà lướt YouTube á, mình thấy rất là nhiều cái chị beauty blogger nước ngoài review mấy cái em serum này nè mọi người. And it's these two serums, so let me get them in focus there. One is the super whitening serum and one is the super repairing serum, and these are both from a brand called Vegic. Mình có tìm hiểu thì thấy chị An Phương 1m88 và một loạt beauty Việt Nam cũng recommend, nên quyết định mua về dùng thử. Và mình đã đặt trên Shopee nha mọi người, để xem ra sao và review cho mọi người nè. Và bản thân Xuân thì đã sử dụng qua rất là nhiều hãng mỹ phẩm khác nhau, từ cao cấp có, bình dân có, và những cái sản phẩm dược mỹ phẩm thuần chay cũng đều sử dụng qua rồi. Và mình không biết tại sao mà mình rất có cảm tình với những cái dòng dược mỹ phẩm thuần chay nha mọi người. Vì chắc là mình cảm thấy là mình khá là kỹ tính trong việc chọn skincare. Và hôm nay thì mình làm một video này cũng là để chia sẻ với các bạn một dòng dược mỹ phẩm thuần chay đến từ Hàn Quốc, đó chính là Vegic nha. Và mình đã nhận được một bộ serum thuần chay gồm hai serum nhà Vegic của anh shipper giao hôm nay rồi đây. Cùng mình unbox nha mọi người. Mình thấy trên Shopee rất là nhiều người khen em này nên cũng quyết định mua và về dùng thử. Lúc apply lên da thì mình cảm nhận được là mùi thoang thoảng, thơm rất là tự nhiên. Chất serum thấm vào da siêu nhanh luôn, da mát lạnh tức thì, cấp ẩm ngay và luôn, nên mướt mượt mượt luôn nha. Và đây là ngày thứ hai nha mọi người. Sau khi ngủ dậy thì mình cảm nhận được làn da mình có một cái sự khác biệt siêu rõ rệt. Da mềm mịn căng bóng nhưng mà không hề bị đổ dầu vùng chữ T như mọi ngày, chứng tỏ là cái sản phẩm này cấp nước cực kỳ tốt. Và mình tìm hiểu thì mình được biết là em này có bản thành phần gồm những chất rất là tốt cho da, như là vitamin C tự nhiên, niacinamide, nhân sâm ép lạnh, collagen chiết xuất từ thực vật. Toàn là những cái chất rất là tốt cho da và cấp ẩm cực kỳ ok luôn nhé. Và bây giờ mình sẽ mổ sẽ kỹ hơn từng loại serum nha mọi người. Và mình sẽ review cho mọi người hai tinh chất đến từ nhà Vegic, đó là tinh chất dứa dưỡng trắng Vegic Super Whitening Serum và tinh chất nhân sâm trẻ hóa Vegic Super Repairing Serum nha. Thì đầu tiên là tinh chất dứa dưỡng trắng Vegic Super Whitening Serum. Em này chứa những thành phần là 79% dứa ép lạnh, chứa vitamin C tự nhiên mạnh nhất, 5% niacinamide không gây kích ứng phục hồi da rất là hiệu quả nha, 3% tranexamic acid giảm các vết đốm nâu, thâm mụn, ngăn ngừa thâm nám do tia UV gây ra nha. Và khi mở nắp lọ, ấn tượng đầu tiên là serum không hề nồng mùi hóa chất, hương liệu như một số loại serum làm đẹp khác. Đây là một điểm cộng cho độ uy tín của hãng, đã cam kết 100% là thuần chay, không cồn. Apply lên da thấm rất là nhanh, mùi thơm thoang thoảng, dễ chịu vô cùng. Thơm mùi dứa nha mọi người, kiểu mát lạnh tức thì. Màu của em này hơi có chút vàng là từ thành phần của dứa ép lạnh nha. Mình apply tắp tắp lên da để cho sản phẩm thấm đều và nhanh hơn. Sử dụng sau khi dùng toner, em này có công dụng là dưỡng trắng nè, phục hồi lành tính nè, giảm đốm nâu, thâm mụn. Mình sử dụng thời gian nữa rồi review cho mọi người tiếp nha. Và tiếp theo sẽ là tinh chất nhân sâm trẻ hóa Vegic Super Repairing Serum. Em này dùng ngay sau khi sử dụng em serum làm trắng da nhé. Thành phần gồm 55% nhân sâm ép lạnh, trẻ hóa da rất là tốt, giúp phục hồi da hư tổn, tái tạo tế bào da mới, giúp da sáng mịn hơn. 10% collagen chiết xuất từ thực vật, chống lão hóa cho da, giúp da căng bóng và giảm nếp nhăn rõ rệt. Em này chất serum tuy hơi đặc nhưng lên da cũng rất là nhẹ mặt, thấm nhanh và có mùi nhân sâm, màu nâu nhạt. Apply lên là sẽ thấy da được cấp ẩm tức thì, siêu fresh luôn nhé. Em này có công dụng là chống lão hóa, trẻ hóa da, phục hồi và tái tạo da rất là hiệu quả. Giá của em này là 390.000 nha. Và chắc là mọi người thắc mắc là tại sao Xuân lại sử dụng hai loại serum trong cùng một skincare routine đúng không? Thì mình khuyến khích mọi người là nên sử dụng double serum, tức là serum chồng serum trong cùng một chu trình dưỡng da. Thì đối với bản thân Xuân nha, sử dụng double serum thì giải quyết được rất là nhiều những vấn đề trên da. Và riêng với hai sản phẩm từ nhà Vegic này á, thì khi mà Xuân apply lên da thì sản phẩm không hề bị nặng mặt hay khó chịu cho da, và da hoàn toàn rất là dễ chịu, thoáng mát, khi đạt được cái hiệu quả rất là ok luôn đó. Và khi kết hợp hai loại tinh chất này là tinh chất dứa dưỡng trắng nhà Vegic kết hợp với tinh chất nhân sâm trẻ hóa da thì da chúng ta sẽ vừa trắng sáng, vừa chống lão hóa, bổ sung collagen cũng như là trắng mịn rất là ok. Và hãng cũng hướng dẫn chúng ta sử dụng double serum như vậy luôn đó mọi người.
Hôm nay là ngày thứ 7 rồi, sau một tuần da mình cảm nhận đầu tiên và rõ nhất là da được cấp ẩm đủ nè, căng mượt nhờ sự cấp ẩm. Các vết thâm của mình cũng mờ đi và làm những vết thâm mới. Thâm cũ thì đợi một thời gian nữa mình review tiếp nha. Những cái chỗ da không đều màu á, nhất là vùng chữ T cũng sáng dần lên. Những cái rãnh cười của mình có dấu hiệu giảm và đường nhăn á mọi người, rất là ok luôn nha. Tình trạng da có cải thiện đáng kể luôn, da căng mịn, nếp nhăn li ti giảm rõ, mấy em thâm mụn cũng đỡ hẳn và nhìn chung là da đều màu. Và hôm nay là ngày thứ 10 rồi, rất là trộm vía luôn nha. Ta-da, và đây là da mình trước khi sử dụng Double Serum nhà Vicky. Da có thâm nè, hơi sạm da và cũng không được căng mịn đâu. Còn đây là da sau 2 tuần sử dụng nha, căng mịn, trắng sáng và đều màu hơn rất là nhiều. Em serum dưới này mình cảm nhận là làm trắng siêu an toàn. Đối với da mình thì tầm 3-4 tuần là khoảng thời gian nhanh cho làn da rồi nha. Lên da thì mình cảm thấy là da căng, bóng khỏe và các vết thâm những như là chỗ không đều màu cũng giảm đi trông thấy luôn đó. Và khi sử dụng em serum nhân sâm này một thời gian thì mình cảm thấy da mình cực kỳ ẩm mượt, rất là ok luôn. Một cái mẹo nhỏ mình share cho mọi người nha, là khi mà thoa những cái vùng như là vùng khóe mắt á, rãnh cười và giữa hai trán thì chúng ta nên sử dụng em này dày hơn một xíu. Các nếp nhăn sẽ giảm đi cực kỳ rõ rệt sau thời gian luôn nha mọi người. Ta-da, và sau khi sử dụng Double Serum được 2 tuần thì mình cảm nhận là da được cấp ẩm siêu tốt, tình trạng da rất là ổn định, nếp nhăn li ti giảm rõ và thật ra thì mình nghĩ là da khỏe, da đều màu hơn, sẽ đem lại cảm giác là sáng hẳn luôn nha mọi người. Và tâm niệm của mình á là da khỏe là da đẹp nhá. Và khi mình phải làm một cái video như thế này thì mọi người phải biết là mình cực kỳ ấn tượng với Vegit vì truyền tải được một cái thông điệp mới về lối sống vô cùng lành mạnh, cũng như là những cái sản phẩm lành tính đến từ thiên nhiên, làm đẹp gần gũi với thiên nhiên và giúp chúng ta khỏe mạnh hơn. Và hy vọng là sau khi đem video của Xuân, mọi người có cái nhìn tổng quát về cái sản phẩm nhà Vegit, cũng như là sẽ tìm được một cái dược mỹ phẩm ưng ý với làn da của mình, cực kỳ lành tính nha. Và thông tin về sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả cho mọi người tham khảo. Cảm ơn mọi người đã xem video của Xuân ngày hôm nay. Nếu mọi người thấy video này hay, hãy like và subscribe kênh của mình để mình có động lực làm video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại video sau. Bye bye.